Người đó là ai? Người mà em mới gặp gỡ lần đầu tiên. Mới gặp gỡ lần đầu tiên? Mà tại sao lại không? Anh chưa sai. Em yêu là có tội phải không anh? Không. Đó tiền người nhanh lên. Yêu nhau không bao giờ có tội. Mà anh muốn nói với một đời mà từ bấy lâu anh mất mãi trong tim. Hay gì không ai tặng ly bia. Bây giờ thì Tiến, em hát một bài để tặng cho anh Sơn đi. Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Dạ. Hello.
Dạ thôi em sẽ hát một bài hát nữa để gửi tặng cho tất cả quý quan khách quý. Một bài hát tân cổ này cũng rất là dễ thương. Bài này nó có hai câu thơ: bao giờ anh đau khổ phải tìm đến cổng tiên. Đó là bài hát được mang tên Hãy Đến Với Em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức cho Rê Thứ.